5 tài xế phê ma túy vi phạm hàng loạt lỗi giao thông. Vi phạm giao thông, 5 tài xế ô tô tại Đà Nẵng quay đầu bỏ chạy, sau đó bị phát hiện dương tính ma túy cùng hàng loạt lỗi theo luật giao thông đường bộ. Ngày 27 tháng 3, Trung tá Hồ Thanh Hiền, đội trưởng đội tuần tra, dẫn đoàn phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa bàn giao trường hợp vi phạm cho công an phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng xử lý theo quy định. Trước đó, khoảng 6 giờ 50 sáng cùng ngày, tại giao lộ Cách mạng tháng 8, Lê Thanh Nghị, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, tổ công tác của đội tuần tra dẫn đoàn phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 92A27903 vi phạm lỗi quay đầu xe tại nơi có biển báo cấm quay đầu xe nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện. Nghe tiếng còi, tài xế giật mình, tăng ga bỏ chạy được hơn 1 km. Tổ công tác lập tức đuổi theo, đến khu vực chân cầu Nguyễn Tri Phương, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ thì dừng phương tiện. Khai thác nhanh, tài xế vi phạm là Lê Khắc Sang, sinh năm 2001, trú tại xã Quế Xuân 2, huyện Quế Sơn, Quảng Nam, cho biết vừa mới chấp hành án tù chưa lâu. Thấy đối tượng có nghi vấn sử dụng ma túy, tổ công tác mời về trụ sở công an phường Khuê Trung để làm việc. Qua test nhanh, tài xế Sang dương tính với ma túy. Đồng thời, tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính các lỗi, quay đầu tại nơi có biển báo cấm quay đầu, điều khiển xe mà trong cơ thể có chất ma túy. Không có giấy đăng ký xe, chứng nhận đăng kiểm, bảo hiểm trách nhiệm dân sự và xử phạt hành chính đối với chủ xe. Lỗi giao phương tiện cho tài xế Sang thực hiện hành vi vi phạm nêu trên. Cạnh đó, tổ công tác tạm giữ ô tô vi phạm, giấy phép lái xe tài xế và bàn giao đối tượng cho công an phường Khuê Trung tiếp tục xử lý.